Hạnh kính chào khán giả, chào mừng khán giả đã đến với kênh Hồng Hạnh miền Tây. Và buổi sáng hôm nay em quay những chiếc tàu đánh cá và những chiếc xà lan trên dòng sông rộng lớn thì ở sông nước sông Tiền. Các khán giả cùng xem nha. Và đây là một chiếc tàu đánh cá nè, tàu đánh cá chạy về sông Tiền, chạy đi sông Dòng Cỏ, chạy tại vì dòng sông nó rộng lớn cho nên em quay hơi xa, hơi nhỏ các bạn. Tàu đánh cá cái màu rất là đẹp luôn nè, vàng, đỏ, xanh. Và đây là thêm có một chiếc tàu đánh cá nó chạy trên sông Mekong, chạy về sông Tiền, và chiếc xà lan hầm chạy ngang các bạn. Và chiếc xà lan hầm này của Cần Thơ đang chạy xuống sông lớn là gì ngay chỗ ngã ba rạch Nhâm Kỳ Hôn và chạy về kênh Chợ Gạo nha. Chở hàng rồi giờ chạy về hướng kênh Chợ Gạo. Wow, hiện mai quá cỡ luôn. Và đây có thêm một chiếc tàu đánh cá chạy về sông Dầm Cỏ nó nè các bạn. Dòng sông Tiền này phía xa xa bên kia là của tỉnh Bến Tre các bạn, còn em đứng bên đây là xã Sơn Đông ở Tiền Giang ở miền Tây, còn bên kia là Bến Tre và có những cồn phụng, cồn Thái Sơn rất là đẹp luôn. Chiếc xà lan chạy qua lại và lâu lâu có một chiếc tàu du lịch đó, chở khách qua cồn phụng, cồn Thái Sơn rất là đẹp trên dòng sông Tiền này luôn á các bạn. Ở đây chiếc có ghe nhỏ chạy giữa dòng sông Tiền. Và đây có một chiếc xà lan chở cát nha các bạn, đang rẽ về là Trăm Kỳ Hôn à. Nhìn ra rất là lớn luôn, xà lan cát này là của Long An luôn, rất là nhiều xà lan cát này của Long An á, nên lấy cát mà chạy về Long An. Và những chiếc xà lan với những lá cờ phấp phới trên cao rất là đẹp nè các bạn. Chiếc xà lan đá này của Trà Vinh nè, đang chạy về hướng lớn của sông Tiền. Và em đây ở xã Sơn Đông, nhìn xa xa là cầu Rạch Miễu các bạn. Dòng sông chạy về hướng trên là sông Mekong nha, còn chiếc xà lan này chạy về xuống phía dưới là dòng sông Tiền.
đây là có một chiếc xà lan và chiếc tàu đầu kéo kè với nhau, buộc dính với nhau, chạy song song với nhau rất là đẹp rồi các bạn. Đang chạy hướng sông lớn nè, sông lớn nha, có chiếc xà lan cho cát nữa phía sau nè. Còn đây là chạy bo về đành dầm kỳ hôn nè, và chiếc xà lan tàu đầu kéo này của Đồng Tháp nè. Đẹp luôn á các bạn, hai chiếc chạy song song với nhau. Đây có thêm một chiếc xà lan cát phía sau nè, những chiếc xà lan này là bơm cát đó các bạn, để những cái ống ở trên xà lan đó. Xa là các chiếc tàu du lịch nhỏ xíu rồi. Ở đây là chiếc xà lan hầm của Tiền Giang nè, đang chở hàng khô, đang rẽ vào về kênh Chợ Gạo nè các bạn. Một chiếc xà lan này lấy hàng ở sông lớn, sông Tiền và sông Mê Công nè, rẽ về sông nhỏ nha, và về hướng của Long An, rẽ về tỉnh miền Tây Nam Bộ, chở hàng khi người qua lại rất là nhiều, khi vào khi nước lớn luôn á các bạn. Xà lan này đóng 2015. Đây là có một chiếc xà lan chở cát nè, mạng nước 2 mét các bạn. Nhỏ hơn những xà lan kia, xà lan kia mạng nước 3 mét mấy lớn. Chiếc xà lan này của Hậu Giang nè. Và ống khói trên nè, ra khói hết cả. Và đây là có một chiếc xà lan của An Giang nè, chạy từ hướng sông Tiền chạy về đặt nhỏ dầm kỳ hôn nè các bạn. Và tới hút cua bo về đặt dầm kỳ hôn, máy hiện lớn. Phía xa xa phía sau là có chiếc ghe sắt à, chạy thấy nước luôn á. Chiếc xà lan của An Giang này chạy chen những đám lục bình xanh biếc rất là đẹp luôn. À, đây có một chiếc ghe sắt sơn màu mới rất đẹp luôn các bạn, để thấy nước trước mũi ghe sắt à. À, những chiếc ghe sắt này á, là nhiều mắt đỏ đẹp. Thank you.
qua đây là có một chiếc ghe chở các cô, hiện máy rất là lớn luôn, ra khối luôn các bạn. À, chiếc xà lan này chở cá về Long An, chiếc xà lan này của Long An luôn nha. Ồ, ra khối quá dữ luôn các bạn. Có bài mịt hồ luôn. Xà lan là đóng 2015 nha. Rồi đây có cho một chiếc kia bán hàng rong chạy phía sau của chiếc xà lan cát. Rồi xà lan chạy bán đồ ăn cho những chiếc xà lan trên sông nước miền Tây này các bạn. Ở đây là có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container nhỏ này các bạn. Chiếc xà lan này của Sài Gòn chở chiều ngang 2 thùng nhỏ và chiều dài 6 thùng nhỏ luôn. Video của em kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Mạnh Miền Tây, và em rất là chân thành cảm ơn những chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Mạnh Miền Tây trong thời gian qua. Em xin chào và tạm biệt, hẹn lại những video tiếp theo.